Sẽ ra sao nếu như gia đình búp bê Squid Game bị kẻ thù tấn công? Thành viên của tổ chức vốn được coi là độc ác ấy liệu có bảo vệ lẫn nhau như những gia đình bình thường? Các bạn hãy cùng xem video để hiểu rõ hơn nhé! Ôi da! Ôi! Cái gì thế? Con gái ngoan, con không sao là tốt rồi. Mình vào nhà thôi bố. Búp bê và mặt sắt, các người dám bắt nạt thuộc hạ của ta, rồi sẽ biết tay ta. Đẹp lắm con gái. Ơ, mẹ đi đâu rồi hả bố? Bố không biết, mẹ đi đâu từ sáng. Con cũng tìm mãi không thấy mẹ đâu cả. Nhanh lên, đi tìm mẹ thôi con. Em ơi. Đi đâu rồi nhỉ? Bố ơi, ra vườn hoa đi. Con gái. Bố ơi, ở đây bố ơi, bình tưới cây của mẹ. Con sợ mẹ gặp chuyện không hay rồi. Sao lại có thể có chuyện đó được? Điện thoại, nghe đi bố. Xin chào, vợ ngươi đang ở trong tay ta. Có giỏi thì hãy đến đây mà cứu cô ấy. Bố con mình phải đi cứu mẹ thôi. Còn đi sao mà được? Con cũng muốn cứu mẹ. Không được, đến đó rất nguy hiểm. Đi mà bố. Còn ngoan, ở nhà chờ bố mẹ về. Bố sẽ về sớm, tạm biệt con. Bố đi cẩn thận nhé. Bố. À, mình sẽ bám vào máy bay. Ui cha, đau mỏng quá. Chào người quen cũ. Người có tránh ra không thì bảo. Người đi một mình mà mạnh mồm thế nhỉ? Bọn ta có hai người đó. Ôi, nguy hiểm quá. Sao con lại ở đây? Thôi, đến rồi thì đi cùng bố. Bố ơi, con sợ. Một trong hai đứa đó chính là vợ ngươi. Hãy tìm ra cô ta. Nếu không thì cô ta sẽ chết. Là do chính ngươi. Bố ơi, làm sao để biết ai là mẹ bây giờ? Hiền ơi, em ơi. Có
phải em đó không? Hiền, anh đây, tỉnh lại đi em. Mẹ đó không? Mẹ không bao giờ đánh con, đúng không mẹ? Mẹ ơi, đúng là mẹ rồi. Là mẹ, con biết mà. Các người vui mừng hơi sớm đấy. Anh ơi, bố ơi, ôi không, ơi cứu ta. Đưa bố ra ngoài nào con. Xin các người hãy cứu ta với. Anh có sao không? Bố có sao không? Chúng ta về thôi. Học sinh là thời đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Thế nhưng hiện nay, sự trong sáng tươi đẹp hồn nhiên của thế hệ học sinh không còn nữa. Bởi vì bạo lực học đường hiện nay có xu hướng gia tăng nhanh chóng, diễn ra ở nhiều nơi, do đó đang trở thành một vấn nạn của xã hội. Hân, cậu đưa mình đi đâu vậy? Bí mật, từ từ cậu sẽ được bật mí. Đừng đánh nữa, xin các cậu đấy, tha cho tớ đi mà. Ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật cậu. Nhìn món quà tớ chuẩn bị cho cậu đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nga, cậu có thích món quà này không? Ơ, này Nga làm sao vậy? Trời ơi, cậu có làm sao không? Lớp trưởng ơi, cậu cứu mình với. Có mình đây rồi, yên tâm, đứng dậy đi. Cảm ơn cậu. Không có gì. Chúng mày đâu? Mang bóng nước ra đây. Đừng mà, dừng tay lại. Tớ xin các cậu đây. Trời, định chơi tụi tao à? Làm gì có cửa? Nhìn con Hiền kìa, thế mà còn dám vác mặt tới lớp. Các em đến đầy đủ chưa nhỉ? Hiền, đồng phục của em đâu? Dạ thưa thầy, em... Đồng phục đâu không mặc mà ăn mặc như thế này đến trường hả? Thầy ơi, mày thử dám mở mồm ra mách lẻo nữa xem. Em xin lỗi thầy, nay em quên đồ ở nhà. Tôi sẽ ghi tên em vào sổ đầu bài, về viết bản kiểm điểm cho tôi. Ôi da, đồ nhà quê. Cả lớp trật tự. Long, chị Đại gọi em. Cầm lấy, mày biết phải làm gì rồi chứ? Ra chơi rồi, đi chơi đi. Mọi người ơi, chết rồi, mình bị mất cái vòng rồi. Mất lúc nào? Mất giờ ra chơi, nãy tớ còn để đây mà. Giờ ra chơi thì chỉ có... Không, không.
phải tớ. Kiểm tra cặp của nó. Thả tớ ra, đã bảo là tớ không lấy mà. Đây rồi, có phải cái này không lớp trưởng? Ôi, đúng rồi, đúng là vòng của tớ này. Không, không phải tớ, cậu phải tin tớ. Đã ăn cắp lại còn giả mồm, đúng là cái đồ vừa nghèo lại vừa hèn. Mày cút đi, mày chết đi. Không, hãy tin tớ, tớ không ăn trộm mà. Bắt quả tang mà mày còn chối à? Tao sẽ báo thầy, đuổi học cái loại mày. À! Chết rồi, phải đưa lên phòng y tế thôi. Cháu không sao đâu, mọi người yên tâm. Nga ơi, tỉnh dậy đi, mẹ đây. Ơ, mẹ. Nga, đứa nào làm con ra nông nổi này? Chính là bạn Hiền đẩy con ngã đấy ạ. Đây cô, bạn này đấy ạ. Thầy, thầy phải xem lại con bé này đi. Nó vừa ăn trộm lại vừa đánh con gái tôi ra nông nổi này đây. Cô ơi, bạn tự ngã. Mày còn dám nói dối à? Chính mắt tao thấy mày đẩy Nga nhé. Hiền, tôi rất thất vọng về em. Thầy phải xử lý triệt để vụ này nhé. Chị yên tâm, tôi sẽ mời phụ huynh của em ấy lên làm việc. Quái lạ, sao không có tên của bố mẹ em trong hồ sơ? Thế này là thế nào? Em không có bố mẹ ạ. Bảo sao mày lại hư đốn như vậy? Hóa ra không có ai dạy dỗ. Thầy giáo phải xử lý nghiêm minh, không để một con sâu làm đầu nồi canh được. Chị đừng lo, tôi sẽ công bằng mà. Hiền, từ mai em bị buộc thôi học. Thầy ơi, em xin thầy, em không làm gì có lỗi. Thầy hãy tin em đi. Tôi không muốn nghe, em đi về đi. Vừa lòng tao lắm. Hiền ơi, Hiền. Em sao thế, ốm à? Để anh xem nào. Chân tay em bị làm sao thế này? Ai đánh em? Em bị ngã xe, anh kể em đi. Nhà có hai anh em, anh phải quan tâm em chứ. Thôi nghỉ đi. Em xin lỗi. Đi đâu về đấy? Sáng giờ được cuốc nào chưa? Chưa, ế lắm. Ôi, gớm thật. Cái gì đấy? Bọn trẻ bây giờ ghê thật, đánh nhau như phim chưởng ấy. Đây, ông xem đi, gớm thật. Đưa tôi xem nào. Ơ, à, đúng cái Hiền rồi. Sao thế, người quen à? Ơ, à, thằng này, đứng lại, trả điện thoại cho tao. Cái thằng hâm này, giờ tao lấy gì liên lạc với khách đây? Bực cả mình, ui da, cái chân của tôi. Hiền, dạy anh Bảo. Đúng rồi, giờ mình có hỏi nó cũng không nói đâu. Thôi được rồi. Hiền ơi, anh để 20.000 trên bàn, tí em nhớ lấy đi ăn sáng rồi đi học nha. Tối về anh sẽ mua đồ ăn nhé, em không phải nấu cơm đâu, anh đi làm đây. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới đến, chào đi em. Dạ, em chào thầy, chào các bạn. Wow, trai đẹp, cô của mình đây rồi. Chào các bạn, mình là Hoàng, mình mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ. Để thầy xếp chỗ ngồi cho em nhé. Nhìn như thằng ba pha mà cũng tinh tứ. Ngậm mồm bảo rớt hết nước giải rồi kìa Hân. Lùi ra. Hoàng ơi, đây còn chỗ trống này. Mày làm gì vậy Hân? Kệ tao. Ngồi đây này Hoàng. Cậu cho mình ngồi đây nhé. Ờ, tất nhiên là được rồi. Đẹp trai thế này thì phải là của Nga rồi. Hoàng ơi, mày ăn gì mà cao to đẹp trai thế? Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu chứ, đúng không chị em? Thôi, hỏi nhiều thế, đi mua nước cho bọn tôi uống đi. À, Long, cầm tiền đi mua nước cho mọi người đây. Đây Hoàng bao. Eo ơi, Hoàng ga lăng thế. Ơ, Nga, tớ hỏi này, cậu đã có đề thi giữa kỳ chưa? Tưởng gì, đáp án tớ còn có ấy. Nga, cậu giỏi thật đấy, đề thi mà cậu cũng có à, thật không? Ôi giời ơi, thế thì Hoàng không biết Nga là ai rồi. Ở cái trường này, Nga mà là số 2 thì không ai là số 1. Nga ơi, thế chẳng may có đứa nào biết mình mua đề thi như này thì sao? Ôi giời ơi, Hoàng ơi, cậu cứ lo hảo. Trước nhá, có một con to gan dám tố cáo bọn mình. Thế là, đây, cậu xem đi, kết cục của nó này. Hóa ra là lũ chúng mày đã hại em gái tao. Đấy, giờ nó bị đuổi học rồi. Nước về rồi đây các cậu ơi, uống đi. Chào chủ tịch. Thầy đến rồi đấy à? Có chuyện gì mà chủ tịch lại cho gọi tôi cùng ba học sinh này lên ạ? Tất nhiên là có chuyện, tôi mới gọi thầy và các em lên đây. Các em nhận ra bạn này chứ?
đuổi học rồi cơ mà. Sao Hoàng cũng ngồi đấy vậy? Tôi nghe nói trong lớp thầy có hiện tượng bạo lực học đường và mua bán lộ đề thi, có đúng không? Ôi không, không có chuyện đó đâu. Chắc chủ tịch nghe nhầm rồi. Chủ tịch ơi, bọn cháu thân thiện và hòa đồng lắm, không có chuyện bắt nạt đâu ạ. Đúng rồi, lớp tôi không có hành vi như vậy đâu ạ. Vâng, thế thì mời thầy cùng các em hướng lên màn hình máy chiếu. Đây là đề thi và đáp án giữa kỳ, em nhớ học thuộc nhé. Đồ ăn cắp, đồ nhà quê, mày đi chết đi. Cậu đã có đề thi của lớp mình sắp tới chưa? Tưởng gì, đáp án tớ còn có ấy. Nga, cậu giỏi thật đấy. Trời ơi, làm sao bây giờ? Chủ tịch à, chỉ là hiểu lầm thôi, chắc chắn có người muốn hãm hại tôi. Chính các người mới là người hãm hại em gái tôi. Thời gian qua, tôi đã thu thập hết chứng cứ của các người, đừng hòng chối tội. Có đủ bằng chứng rồi, tất cả các người sẽ phải trả giá. Ôi, anh bình tĩnh, bọn em biết lỗi rồi. Chủ tịch à, mong cô tha lỗi cho tôi hứa sẽ sửa sai. Cái này tôi không thể quyết định được, hội đồng kỷ luật sẽ xem xét. Hiền ơi, chúng ta là bạn mà, cậu nói gì đi chứ. Bỏ em gái tao ra. Trật tự, tất cả những việc làm sai trái của thầy và các em sẽ được xử lý hết trong cuộc họp ngày mai của hội đồng kỷ luật. Từ xưa người ta đã có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy. Ở hiền ắt gặp lành, ở ác sẽ gặp ác. Quả báo thường đến muộn nên nhiều người nghĩ là không có. Đừng tự bao biện rằng những việc không quá trầm trọng thì không đáng lên án. Ông trời có mắt, nhân quả sẽ không trừ một ai. Cứ vào dịp Giáng sinh, ai cũng nô nức lập danh sách những điều hay, điều tốt mình đã làm trong năm và báo cáo với ông già Noel để được nhận quà. Tuy nhiên, với những người như mẹ con Cám thì sao? Hãy cùng đón xem Thu Hiền TV nhé! Ngon quá mẹ ha! Ngon nhất cái nách! Úi giời, con mua thì phải ngon chứ! Cái gì thế này? Mùi gì thum thủm! Úi giời ơi! Thôi thế! Thôi, thôi quá cơ! Rồi, ôi trúng mồm mẹ rồi. Còn Cám, đứng lại đấy cho mẹ. Còn lâu, con đâu có ngu. Mày chết với mẹ. Úi, ông ơi, cho cháu nấc nhờ. Có chuyện gì thế? Cám, mày đứng im không thì báo. Đầu của tôi, mắt của tôi. Ông già Noel. Quà của cháu đâu? Quà? Mà không cho, để mẹ con ta phải ra tay. Ai vừa ném ta? Cái tội không cho quà này. Rút vào thôi mẹ, kéo chặt xuống kẻo ông ta chạy thoát. Còn túi quà, mẹ lấy đi mẹ. Mẹ lấy đây. Đi thôi mẹ, nhanh lên. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Tắm, nàng có cần ta giúp một tay không? Tất nhiên là có rồi à. Để ta giúp nàng, giờ chỉ đợi ông già Noel đến nữa thôi. Quá giờ rồi vẫn không thấy ông già Noel đến, lại còn không liên lạc được nữa chứ. Nàng có gọi được cho ông già Noel không? Thiếp không gọi được. Trời ạ, búp bê đâu? Dạ. Người mau đến nhà ông già Noel tìm ông già Noel cho ta. Dạ, thân đi ngay ạ. 2 tiếng sau. Thưa hoàng thượng, thần đã đến nhà ông già Noel nhưng không thấy ông ấy đâu cả. Sao lại không thấy được nhỉ? Quái lạ, ông ấy đi đâu được nhỉ? Biết tìm ông ấy ở đâu đây? À, có cách rồi. Đây rồi, ông già Noel đây rồi. Chúng ta cùng đi tìm ông ấy thôi. Theo như định vị thì ông già Noel ở hướng này. Đi, đi thôi. Ôi trời, mệt quá, ngồi nghỉ tí đã. Không hiểu kiểu gì đi mãi không đến. Mọi người ơi, lần này chắc chắn là chính xác rồi. Ở ngay phía trước, đi thôi. Không thể nào tin được hoàng thượng nữa rồi. Đằng kia, ta với ngươi cùng đi. Ê, đằng kia có gì kia? Đúng rồi, chúng ta đến đó xem đi. Cái gì thế này nhỉ? Mở ra xem nào. Ôi trời, là ông già Noel. Sao ông lại nằm đây? Quái lạ, sao tìm mãi không thấy nhỉ? Hoàng thượng, ông già Noel ở đây, mau đến đây đi. Ở đấy à, ta đến đây. Sao ông lại nằm ở đây vậy? Ông ấy bị sao thế?
Ta vừa gặp cướp, lấy hết túi quà của ta. Chúng đánh ta, ôi mắt của ta. Ơ, sao cái kiểu hành hung này giống kiểu hành hung của mẹ con Cám thế nhỉ? Để xem nào. Ông nhìn xem hai tên cướp lúc nãy có phải hai người này không? Đúng rồi, đúng là hai người này rồi. Thì ra là mẹ con nhà Cám. Chúng ta phải cho họ một bài học mới được. Cầm lấy. Quá, hộp quà to quá. Ôi mẹ ơi, là chị Tám gọi. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Để mẹ nghĩ cách đã. Nhìn khổ chưa con? Được rồi mẹ à. Rồi, giả vờ khóc đi con. Alo. Tẩm ơi, mẹ khổ quá con ơi. Mẹ ơi, sắp tới là Giáng sinh, con mời mẹ và em đến nhà con chơi nhé. Giáng sinh à? Ui, mẹ tới ngay, mẹ tới ngay. Vâng, con chào mẹ. Mọi người ơi, chuẩn bị đón mẹ con Cám đến nào. Quà đẹp quá con ơi. Đẹp thật mẹ ạ. Ui, nhiều quà chưa này. Ui, Cám, hộp quà này to chưa? Nhiều quà thật đấy, thích quá mẹ ơi. Chào anh chị. Chào hai con. Con mời mẹ với em nhập tiệc ạ. Ồ, tiệc á? Tiệc á, ta đến đây. Trời ơi, bao nhiêu là đồ ngon. Người đâu? Dạ. Không có ai, tự miếng đã. Em á. Ngoạn, ngoạn, ngoạn. Môi của mẹ tèo hết cả môi rồi. Mẹ có sao không? Em có sao không? Cày lắm, con nhìn môi mẹ đây này. Hai đứa này, làm việc không chuyên nghiệp gì cả. Bản thân xin lỗi, bản thân biết lỗi rồi ạ. Yeah. Tức thật đấy. Mẹ ơi, chắc chắn chị Tắm chơi khăm mình rồi. Không thể để như thế được. Mẹ có kế này, hai mẹ con mình phối hợp. Ok mẹ. Chị ơi, em đau bụng quá. Nhà vệ sinh ở đâu? Kia kìa. Dạ, em cảm ơn. Đây rồi. Con đứng ở đây canh cho mẹ. Để mẹ vào xem có gì không. Có người thì kêu lên nhé. Không biết nó để tiền ở đâu nhỉ. Ui, đây rồi. Két sắt to quá. Ui giời ơi, tiền. Nhiều tiền quá. Cất đi đã nào. Mẹ làm gì mà lâu thế nhỉ? Mình vào trong xem. Ý. À. À. Chuyện gì thế? Ui giời ơi, đau chết mẹ rồi. Cảm ơn kéo ra cho mẹ. Có sao không mẹ? Thôi, lấy tiền đi mẹ. Chuột nhanh thôi mẹ ơi. Ui, chân mình bị sao thế? Chặt quá, không nhấc được. Cảm ơn, đến giúp mẹ với. Chân mẹ bị dính rồi, nhanh lên con. Lại làm sao nữa? Để con xem nào. Hai ba, hai ba. Lần nữa, hai ba. Chạy đi con, nhặt hết tiền vào. Nhanh lên kẻo có người đến. Đáng đời lũ tham lam. Lòng tham làm mờ mắt đã khiến cho mẹ con nhà Cám dính phải cái bẫy do búp bê cùng ông già Noel bày ra. Ôi dồi ôi, nhanh lên con, về thôi con. Để con dìu mẹ. Đứng lại, hai người định đi đâu? Ui con ơi, nhà còn bao việc. Bây giờ mẹ về, hôm khác mẹ và em sang chơi nhé. Thôi xong. Toan rồi, toan thật rồi. Ui Tâm ơi, mẹ xin lỗi con. Chị Tâm ơi, em xin lỗi. Con tha lỗi cho mẹ đi. Đây là lần đầu cũng như lần cuối. Có thật là lần đầu không? Sao ông lại ở đây? Không phải cháu đâu. Chính là con này. Không phải con, tại mẹ. Tại mày, tại mày. Túi quà Noel của ta đâu? Túi quà? Túi quà nào nhỉ? Vẫn còn ngoan cố à? Thôi thôi, tôi nhận. Tôi lấy. Để tôi về lấy túi quà nhé.
Còn Cám, ở lại đây. Kìa mẹ. Cám nhé, từ nay bớt làm chuyện xấu đi nhé. Đây, quà đây, tôi trả ông này. Để ta phát quà cho mọi người. Cảm ơn ông. Quà của con. Con cảm ơn ạ. Ai cũng có quà kìa mẹ. Chúng ta về thôi. Này, hai mẹ con Cám. Ôi, chúng ta cũng có quà kìa. Tôi tới ngay. Đây là Noel mà, ai cũng có quà. Đây, của con. Con cảm ơn. Của cô đây. Cảm ơn ông già Noel. Tất cả chúng ta đều có quà nè, vui quá. Chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ. Hãy luôn theo dõi và ủng hộ team Thú Hiền TV nha. Xin chào và hẹn gặp lại.